Lời đầu tiên xin được trân trọng gửi tới toàn thể quý vị lời chào, lời kính chúc tốt đẹp nhất, chúc buổi lễ được thành công tốt đẹp. Kính thưa quý vị, khách quý, trước khi đến với chương trình lễ kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh Liệt sĩ ngày hôm nay, trân trọng kính mời quý vị cùng thưởng thức chương trình nghệ thuật âm nhạc với các ca khúc Tổ quốc gọi tên mình, nhạc Đinh Trung Cần, lời Nguyễn Phan Quế Mai, Đất nước tình yêu, sáng tác Trần Lệ Giang, bài ca Không quên, sáng tác Phạm Minh Tuấn, Mùa xuân trên quê hương, sáng tác Hoài Mai và một số các ca khúc tiếp theo. Xin trân trọng kính mời quý vị khách quý cùng thưởng thức. Thank you.
kính mời đồng chí Đặng Xuân Lương, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban dân huyện, đồng chí Nguyễn Tiến Vui, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng dân huyện đến vinh danh và tặng quà người có công tiêu biểu của huyện. Xin trân trọng kính mời các đồng chí. Xin trân trọng kính mời thương binh Quan Sáng, Tôn Trần Đông, bệnh binh Lê Văn Hích, Tôn Hoàng Mục, bệnh binh Nguyễn Sĩ Nghệ, Tôn Hoàng Mục, thương binh Phùng Bá Nhàn, Tôn Đại Hạnh, bệnh binh Ngô Xuân Cứu, Tôn Trần Đông, thương binh Trần Quang Hòa, Tôn Ngân Hạnh. Xã Tiêu Giá, xin trọng kính mời thương binh Nguyễn Đình Hoa, Tôn Hiệu Thượng, bệnh binh Phạm Quang Vinh, Tôn Hiệu Trung, thương binh Vũ Văn Hới, Vũ Quốc Hữu Hới, Tôn Hảo, bà Vũ Thị Viết, chất độc hóa học, Tôn Hiệu Thượng, ông Niu Đức Tài, bệnh binh Nguyễn Đức Quang, Tôn Đồng Nghị, thương binh Lương Xuân Hồng, Tôn Tử Đông, bệnh binh Trịnh Văn Hữu, Tôn Tổ Hòa, thương binh Lương Quang Chu, Tôn Tử Dương, thương binh Nguyễn Văn Ảnh, Tôn Tử Dương, thương binh Nguyễn Xuân Hồng, Tôn Đồng Nghị. Xã Tân Việt, xin trọng kính mời thương binh Lương Đình Khang, Thôn Cảnh Lâm, bệnh binh Nguyễn Chí Thành, Thôn Yến Đô, bệnh binh Trần Văn Quốc, Thôn Nắng Cầu, và Trần Thị Thân, Thân Nhân Liệt Sĩ, Thôn Hoan Ái, thương binh Nguyễn Đăng Trì, Thôn Cảnh Lâm, thương binh Nguyễn Mạnh Hà, Thôn Yến Đô. Xã Khai Phạm, tôi trọng kính mời thương binh Chu Huy Đạo, Thôn Khai Phạm, thương binh Lê Văn Đán, Thôn Tử Cầu, bà Nguyễn Thị Chi, Thân Nhân Liệt Sĩ, Thôn Yên Phú. Xã Việt Cường, xin trọng kính mời bà Phạm Thị Kiêm, Thân Nhân Liệt Sĩ, Thôn Mỹ Xá, ông Lê Văn Sỏi, Thân Nhân Liệt Sĩ, Thôn Thanh Xá, ông Nguyễn Văn Bán, Thân Nhân Liệt Sĩ, Thôn Thái Nội. Tôi chào kính mời đồng chí Nguyễn Xuân Quý, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đồng chí Đào Thị Hiền, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban dân huyện đến xin vinh danh và tặng quà người có công tiêu biểu của huyện. Xin trân trọng kính mời các đồng chí. Thank you.
nhân nghi các đại biểu chúng ta nhiệt liệt chúc mừng.